Ngày mai nói cho mãi lên mình xin chào bà con nha bà con. Nó hôm nay đặc biệt là khuyến mãi cho bà con mãi nè. Khoảng ngày bà con hỏi quá trời hỏi luôn rồi, khuyến mãi con nữa nè. Bữa nay là mới thu khách lại. Nó sáng vụ cái anh khách đó ảnh mua cái máy bự về vợ anh chạy nặng quá thôi anh vụ ảnh đòi mua máy nhỏ này lụm con máy này đổi với máy nhỏ là ảnh thu ảnh bao nhiêu bán cho bà con bao nhiêu. Đó. Rồi bữa nay là máy nổi cho phải thắp bình lên cho bà con, đặc biệt hôm nay là máy có đề, máy không đề, máy thẳng nó ngay nhất cho ha. Đó, em qua có phải đây. Đó, rồi. Khuyến mãi đó, đầu like khuyến mãi cho bà con luôn an. Đó, con này là con cái hãng từ 200cc mà con này hình như là ngày xưa nó làm nó là gì mà dân Yamashita. Đó, Yamashita hàng tốt này các bà con. Hàng này ngày xưa bên ảnh nói ảnh khai với mình thôi, mình không biết bao nhiêu ha. Cái này mình nói thiệt, ảnh mua ở ngoài đâu hình như là 2.8 triệu, 2.9 triệu gì đó bà con. Nó 2.8 triệu, 2.9 triệu gì đó. Đầu giá anh khai với mình là 3.2 triệu. Đó, mà nhưng hồi nãy mình thu lại cô ảnh đó là 800 ngàn. Đúng chưa? 800 ngàn thì giờ máy nổ Nhật Bãi Thanh Bình bán cho bà con là 900 ngàn ha. Thu 800 bán 900. Đó, thì nó có nguyên nhân gì để hồi nói cho bà con nghe. Nguyên nhân là chỗ thu 800 mà bán 900 là do mình ảnh mình tặng cho bà con chai nhớt ha. Tính tiền thêm chai nhớt, tiền ship con này 50 ngàn, tính tiền thêm 50 ngàn là tính cho bà con là mua giùm cho bà con luôn ha. Mình không có lấy lời đồng bạc nào. Tặng chai nhớt với tiền ship 50 ngàn nữa là ra 100 ngàn. Đó, ra 100 ngàn thì tính cho bà con 100 ngàn nữa là tính ra mua 800. Đó, thì tính cho bà con là 900 ngàn ha. Quá dễ mua. Đặc biệt con này lóc bọng đồ zin toàn tập nha bà con. Máy chưa đụng đĩa tới ha. Máy này là không gớ gì tới nè. Cốt chiền tua chậm, dòng tua 2000 ha, 6.5 HP. Đó, bô e bô lửa cò bọng gì nè ha. Kensaben gì nè, anh nói mình là anh mới thay cái bình xăng 250 ngàn nè. Đó, bình xăng mới luôn, bình xăng Kenhin mà Kenhin da băng mà nó số xe ghi luôn nè bà con. Bình này loại tốt nè, bình này nó cũng tầm 200 mấy cũng phải rồi bà con ơi. Bình mắc đó, nội mua cái bình xăng này không là biết bao nhiêu tiền ha. Đó, áo yếm đồ đạc của nó là đẹp Kensaben luôn nè ha. Con này khuyến mãi cho bà con giá là 900 ngàn. Đó, 6.5 HP. Đó, rồi test nổ đi em. Đó, cho mượn thằng em test giùm ha. Đó, bà con thấy chưa? Quá ngon ha, giật nhẹ cái chạy luôn. Đó, máy là kéo nhẹ chạy nha bà con, máy Kensaben ha. Thì bây giờ là giật nổ rồi, anh em giật nổ rồi thì bao bao cho bà con là cái chạy ok. Nói chung là không có cái gì máy không đĩa tới, máy Kensaben. Mà số máy gì? 83. Nhiều. C83 không? Rồi. Đó, mình sẽ lên cho bà con này ha. Là C84. Đó, con này bán cho bà con 900 ha. Cái này là mình khai thiệt ha. Cái này là nói thiệt ha. Mình chia lại cái đam mê mà bà con mình đã theo dõi kênh của máy nổ Nhật Bãi Thanh Bình. Thì mình là tiệm sửa máy. Nó vừa buôn bán máy và có thợ sửa máy luôn. Nên nó mình thu được con máy nào ngon, cổ, rẻ, mình giới thiệu cho bà con để cho bà con về sử dụng ha. Thì con này cũng nói thiệt đó. Nói chung là bữa nay ảnh có coi like của mình luôn đó. Thì hồi nãy nói với ảnh là thu 800 bán 800, nhưng thu 800 bán 900 mới đúng. Bởi vì 50 ngàn tiền ship rồi chai nhớt 50 ngàn nữa là ra 100 ngàn nên mình tính cho bà con là 900 ha. Bà con cần mua cái máy rẻ về kéo nén xịt thuốc chạy xuồng chạy xong thì mua con này về Kensaben ha. Rồi ok, xuống đây. Đó, bữa nay là đặc biệt máy có đề, máy không có đề đủ hết trơn ha. Đó, bữa nay lên like lên cho bà con con này nè ha. Con này là mới luôn. Con này EH17 cò OHV ha. Cò OHV là cò Honda đó bà con. Cò này giật rất là nhẹ, dòng này dòng đời mới. Giật nhẹ nổ mà nhạy chạy mà đặc biệt là máy rất là bền. Rubin Tokyo Made in Japan là máy này máy Nhật sản xuất từ nước Nhật luôn ha. Với dòng máy Nhật Bãi mà bà con mua máy nổ Nhật Bãi Thanh Bình á, thứ nhất là bao ship tận nhà, thứ hai là không cọc ha, đặc biệt là không cọc. Giữ niềm tin giữa người mua và người bán để cho bà con mình tin máy nổ Nhật Bãi Thanh Bình là bán đúng hàng, đúng người, đúng đồ ha. Được kiểm tra hàng, test máy nổ trước khi thanh toán luôn. Nó người thật việc thật thì chẳng có sợ ai ha. Còn phương diện bảo hành cho bà con mình 6 tháng sử dụng thì trong sổ mình có ghi. Khi bà con mua xong, trong vòng 5-6 tháng bà con có lỡ bị hư thì đọc lại cái số điện thoại và cái tên mình nhập lên máy như hệ thống. Mà bây giờ bà con mình thường ra ngoài thế giới di động mua điện thoại á, là lấy số điện thoại là lên hệ thống đó không? Thì bên máy nổ Nhật Bãi thì mình làm như ban vậy. Khi bà con đọc lại cái tên và cái số điện thoại tự động nhập máy, nó sẽ lên là bà con mua ngày nào, tháng nào, máy nào, loại nào, bao nhiêu tiền, nó sẽ ra liền. Thì không bao giờ cái trường hợp mà bảo hành mà lộn là không có ha. Đó, đặc biệt cho bà con ha, máy này thì nó mới 99% luôn nè ha, chứ không phải là mới 90% nữa. Bà đòi con này nó chạy cò OHV nữa chứ. Nó cò OHV ha. Nó bình xăng của nó là Tokyo với nó ra dòng máy chạy cò giật rất là nhẹ bà con, giống ba Honda ha, mà rất là bền luôn. Đòi con này nó chạy IC nha bà con. Tắt zin nè. Máy là bao zin cho bà con 100%, số xe ghi lóc đẹp như mới bà con thấy không?
Gubinay 12. Đó con này là 5 ngựa nghe bà con. Đó 5 ngựa bô trắng tinh luôn, máy rất là đẹp, cốt chiền tua chậm dòng tua 2000. Về kéo nén xịt thuốc chạy xuồng chạy sông kéo đầm bàn, nói chung là kéo được cái gì cũng được hết. Nè, máy rất là đẹp ha. Bô lửa nè, trời ơi nhìn một cái bốc lửa luôn này, chắc nó quên xài à. Bình xăng là bình xăng của nó là bình xăng giống như là còn OHV vậy đó bà con. Nó đòi bình xăng của nó là bình xăng kêu bằng bình xăng mà máy thì còn OHV, bình xăng là Wambergo ha. Wambergo là siêu tiết kiệm xăng của Nhật nè ha. Ở đây nó có một cái le dịch xăng này, bao zin cho bà con ha, bao máy móc chưa gã gáp chưa bung bao nổ cho bảo không ra khỏi ha. Đặc biệt con máy này mình bán giá thành rẻ là do nguyên nhân cái gì, nó báo xăng còn, thùng xăng trắng như mới luôn. Nó về khấn công hơi móp nhẹ nhưng không lủng thông xì nha bà con, máy tem mạc còn đầy đủ hết trơn, có thấy không, lủng nhẹ bán rẻ cho bà con sử dụng nè. Nó tắt đóng le nè, lên ga nè, cắt nổ cái bầu quay. Máy thì vậy guarantee nhuyễn nhừ giật nhẹ, chà giật nhẹ lắm bà con, tại vì còn OHV ha. Nó mà guarantee nhuyễn nhừ luôn, máy là bao zin bao nổ ha, máy này nó mới giống như chưa xài luôn bà con. Bà con nào mà sở hữu được con máy này mua về xài bảo đảm cho bà con không biết chừng nào nó hư, nó thiệt luôn đó. Dòng máy này bền dữ lắm bền, mà còn OHV ha, bình xăng là Wambergo nó chứ thôi hết có biết rồi. Nó con này là con C 84 nha bà con. Đó 85. Tiếp theo con này là con 85 nha bà con. Con này hiện tại máy nổ trực bãi Thanh Bình đang bán cho bà con có giá là 2.500.000 này ha. Nó chung ra là máy này mà bà con mua 2.500.000 thì quá rẻ. Máy Trung Quốc mới bây giờ nó ra 2.500.000 rồi, mà đặc biệt bảo đảm với bà con này chấp 2-3 con máy Trung Quốc chạy không bao giờ kịp máy này. Đó. Rồi. Tiếp theo. Đó, tiếp theo là lên cho bà con một cái con đó là Subaru ha. Con này bà con nào đã từng xài cái dòng Subaru thì bà con cũng đã biết cái độ nhạy, cái độ bền và cái độ nhẹ nhục của thằng này. Nó con này là 6.0 HB EX 17 ha, là con này là 6 ngựa. Nó con này là cốt thẳng tua nhanh dòng tua 4000, đồ đạc con này là nguyên đai nguyên kiện nguyên zin ha. Nó đẹp ken sa ben ha. Nó máy là bao zin, con tắc có thể nó hư con tắc zin, mình lấy con tắc mới mình nhắn cho bà con ha. Con này chỉ nhắn vô rồi buông ra là tắc thôi, ok ha. Tem toàn cầu mã vạch lóc thì đẹp như mới bà con thấy không. Cốt thẳng tua nhanh 6 ngựa ha. Nó cốt này cũng 19 cốt 20 vậy nè. Nó cốt này chắc 19 quá. Nó lóc đẹp ha, ốc ác là bao cho bà con không đụng địa không gớ tới cái gì ha. Còn OHV, còn OHC, nó bô lửa nguyên zin, nó đẹp như mới nha bà con. Bình xăng là Kenhin Modern Gia Băng. Nó dòng này thì được cái là nhạy tiết kiệm xăng và độ bền rất là cao ha. Đặc biệt con này giống như con hồi nãy, nó cái thùng xăng thì hơi lúng nhẹ một tí ha. Nó nói chung ra thì hàng Nhật bãi thì cái máy bên Nhật người ta đã xài rồi thì Việt Nam mình xài lại, nói chung ra là cũng đẹp như mới được đâu, bà con có thông cảm ha. Tại vì những dòng máy Nhật bãi thì bây giờ thì bà con cũng đã biết rồi đó. Dòng máy Nhật bãi thì nó đâu phải là những dòng máy mà nó bên Nhật người ta đã xài rồi. Việt Nam mình thấy nó bền, nó đẹp, nó nhạy chạy và độ bền cao, tiết kiệm nhiên liệu đồ á thì giá thành nó rẻ, dễ sử dụng thì mình mua về mình xài lại thôi, chứ thật chất ra nó cũng phải có tật nguyền nha bà con, bởi vì có xài rồi mà sao có tật nguyền được ha. Không đẹp giống như máy mới được đâu ha, nhưng được cái là độ bền cao, nhạy chạy và tiết kiệm nhiên liệu. Con này là 6.0 HP ha. Rồi bữa nghe em test giùm cái, rồi test em ơi. Máy là đặc biệt, giật rất là nhẹ ha, giật cực kỳ nhẹ luôn, bao cho bà con giật nhẹ, nhạy chạy, tiết kiệm nhiên liệu mà không có miếng khối, bà con thấy ok chưa? Nói chung ra là máy bên máy nổi trực bãi Thanh Bình là bao cho con, nếu bà con về gặp trong vòng 5-10 ngày có gặp tục chặt khối ra ổn điện lại máy nổi trực bãi Thanh Bình, máy nổi trực bãi Thanh Bình đổi con khác cho bà con này ha. Nó bao tới cỡ mức độ đó là nói chung bà con biết máy nổi trực bãi Thanh Bình bán cỡ nào rồi ha. Con này 86, nó thì hiện tại con này là giá của nó mình đang bán cho bà con cái giá là con này tính cho bà con cái giá là 3.800.000. Nó nói chung ra là bảo như khách hàng cũng đổi máy nhiều bên máy cái cỏ mới nổi cho bãi Thanh Bình ha. Nhiều khi máy thì nó cũng có cái lỗi, nó nhiều khi nó bị lỗi hàng thì máy nổi cho bãi Thanh Bình sẽ đổi lại chứ không để cho bà con thiệt, theo bà thông cảm bà con yên tâm ha. Rồi xuống cái mặt rồi, tiếp theo thì máy nổi cho bãi Thanh Bình sẽ lên cho bà con cái mẫu máy là GB ha. Nó dòng này thì khách hàng bây giờ kiếm dữ lắm, kiếm nè, Mitsubishi GB. Nó con này là 180 Modern Gia Băng, con này là 6 ngựa 3 nha. Nó chứ không phải là 6 ngựa nghe bà con, 180 mà nó 6 ngựa 3. Modern Gia Băng ha, dòng này thì nhất cái là nhẹ giật, nhạy chạy, guarantee nhuyễn, ít hao xăng.
ha, đồ đạc của nó rất là bền mà thịnh hành trên thị trường dễ thay luôn. Con này là GB180 này ha, số xe ghi tem mặt đầy đủ, áo dính đặc biệt bên máy nổ chụp bản Tân Bình là không sơn vết lại ha, để nguyên zin. Nó khóa xăng zin luôn, boe bô lửa, còn tem gùa thỏ ha, quả kem thùng xăng mũ xài rất là ok. Đó, bạn thấy không, tem toàn cầu tránh tình trạng mất lủng bên xăng này ha. Nó lốc đẹp, lốc xe đóng là chữ GB180, GB180 model da băng. GB180 nó dòng GB nó đóng một căn ngàn chỗ gì đó. Bà con không có sợ cái vụ mà Trung Quốc nhập nhập vô đây đâu. Zin 100% ha. Đó, thùng xăng mũ thì xài rất ok nè. Con này cốt thẳng tua nhanh ha. Bà con nào cần sử dụng cốt thẳng tua nhanh thì mua con này. Vệ sinh sình nè, kéo nén xịt thuốc nè. Đó, kéo máy đầm bàn nè, rồi chạy bơm nước, bơm khung tưới nước nè, chạy kéo nén bơm này kia, nói chung ra con này xài rất là nhiều, dòng tua nhanh là xài nhiều lắm. Ha, bô lửa thì còn đen ha, quyền luôn nè. Không có miếng sét ha. Đó, dây xăng zin luôn nha. Bộ HP luôn, bình xăng là Canon model da băng mới giống như chưa xài luôn. Đó, máy nói chung ra là còn ken dữ lắm. Rồi. Cái con này tắt con này là cái da nằm sắt trong nha bà con. Cái nổi này. Ha. Bà con thấy không? Đặc biệt là không có miếng khối nhẹ ha, giật rất là nhạy chạy luôn. Dòng Mitsubishi cốt thẳng tua nhanh. Con này bà con mua về xài là hết sảy con 17 luôn á. Con này mã số của nó là C87 ha. Con này hiện tại đang bán cho bà con cái giá con này tính cho bà con cái giá là 4,2 triệu ha, 4,2 triệu. Nó cái dòng này là dòng thế hệ nha bà con. Nó bà con mua được con máy này xài rất là bền ha. Dòng này là xài vip lắm. Đó, con này giá 4,2 triệu. Rồi em mang xuống. Đặc biệt hôm nay có con máy lớn nha bà con, đến từ hãng Subaru Tokyo ha. Nó có đề luôn, bà con nào cần tốc độ giọt thì mua có đề mua này. Rồi, tiếp theo là mình lên cho bà con một cái con Mitsubishi GM181 ha. Nó con này là 6 ngựa, 181. Đó, áo bue đồ đạc của nó bà con thấy không? Nó Kensaben ha, cũng nói thiệt, bên máy nổ thì phải Thanh Bình bán thì nói thiệt, bà con mua được không mua thì lựa con khác mua ha. Nó nhưng máy đổi cho bản thân mình, cảm ơn bà con đã theo dõi, nhưng mình cái gì mình người thật việc thật, nói thật, bán được không bán được thì thôi chứ không có dốc ha. Thùng xăng là thùng xăng mới, gùa thỏ là gùa thỏ mới, áo là áo mới, chụp việc là chụp việc mới, boe zin, bình xăng con zin, toàn bộ máy là zin hết ha. Con này ngày xưa nó là 181 thùng thiền. Đó, xấu quá về bên máy nổ chứ phải Thanh Bình mới đập lên thùng vuông ha, là thay lại thùng vuông cho bà con. Nó bà con mình ưa chuộng cái thùng vuông nên lên thùng vuông nè, lên bô gùa thỏ nè, lên áo lên cục giật ha. Nói trước bà con mua được thì máy nổ chứ phải Thanh Bình bán, còn không được thì thôi chứ mình không có dốc. GB181, số xe ghi của nó là 652550. Đó, máy là số xe ghi còn luôn. Đặc biệt máy là bao bà con là zin 100% em, không đụng một cây gì phá tới. Nếu bà con có thấy nhận lỗi lầm nào mà nó có đụng, có gã gáp máy, bung máy, làm máy lợi không phải máy đòi bờ tới một máy nổi bãi thường, máy nổi do tên bình thường cho bà con hai ba con máy khác được chưa. Nó bao túi đồ đó luôn hen, cái gì mới mình nói mới, thùng xăng mới, boe mới, áo mới, chụp giật mới ha, còn nhiêu lại là zin hết. Đây lốc mà còn thấy không, đẹp như mới luôn ha, 0.181 lít ha. Nó đặc biệt ốc con nào con nấy nó vàng mà con thấy không, vàng thật luôn, bao vàng bao zin luôn ha. 181 đúng đời của 181 thì nó sẽ có ốc chữ C nằm đây ha. Còn cái con nào mà không có chữ C đây, đây là không phải 181 mà cũng không phải, cũng là một, không phải là 181, nó chỉ 180 hoặc là máy quăng vua mình á, là mấy có mấy không có con này ha. Đặc biệt 181 thì có chữ C nằm đây, đó là mình chỉ cái điểm cho bà con thấy ha. Cốt con này là cốt 20 nè ha. Nó lóc lát đồ đạc đẹp như mới luôn ha. Bò trắng tinh luôn nè ha. Áo yếm đồ đạc nói chung ra là đồ Kensaben. Đây, model in da băng ha. Máy là bao cho bà con không đụng một cây gì phá tới ha. Ốp còn đẹp nè. Đó, máy 181. Lâu lâu máy vỏ mình về mình lấy về đằng đó cũng nhiều mà toàn là thùng vuông không à. Thùng thiền không à, không có thùng vuông. Nó nên bà con có nhu cầu nên mình đổi thùng vuông cho bà con dễ xài nè ha. Rồi. Đây nè.
máy là đặc biệt không xào, không hú, không kêu, không ra khói ha. Thì con này cái mã số của nó là C88. Con này hiện tại mình đang bán cho bà con cái giá là 6 triệu bao ship tận nhà. Nó bà con bây giờ mà cầm tiền mua được con máy 181 mà nguyên bản thùng vuông thì bây giờ nó tầm rẻ nhất cũng phải từ 7 triệu 8 triệu ha. Mà nhưng nó cũng có khác gì này đâu, giống hệt nhau à. Chỉ có thay thùng xăng mới thì nó cũng mới chắc đẹp trên xe ben ha. Nó mà thổi thùng tốt luôn nha bà con. Đó xuống đi. Rồi, tiếp theo là lên con cuối cùng. Đó, con này là chín ngựa. Đây ha, chín ngựa có đề nha bà con. Đó, con trên này chín ngựa có đề. Con này là 9.0B EX27 đến từ thương hiệu là Sabaru Tokyo Made in Japan của Nhật. Là máy này sản xuất từ nước Nhật ha. Máy Nhật sản xuất từ nước Nhật luôn. Con máy này đặc điểm của nó bự to xác nhưng Nhật rất là dễ. Độ bền cao, nhạy chạy, tiết kiệm nhiên liệu là dòng Sabaru của Nhật này nó định. Và đặc điểm mạnh của nó là nhẹ giật. Bà con chỉ cần kéo cầm dây thắng dây chạy thôi, máy rất là nhẹ giật. Và đặc biệt con này thì nó có hai chế độ, một chế độ giật và một chế độ đề. Nó ha, nó áo yếm của nó bà con thấy không, mới giống như chưa xài ha. Báo xăng là còn ken luôn, nó báo xăng còn luôn ha. Nó đặc biệt có cục đề bên hông luôn này ha. Nó một hồi mình kêu nghe mình nó test đề cho bà con coi luôn. Số xe ghi của nó nằm đây, EX27 số xe ghi ha. Đó, đặc biệt con này là cốt truyền tua chậm ha. Đặc biệt con này nó chạy cốt truyền tua chậm mà nó không chạy sên. Nó chạy nhông nha bà con. Đó, đấu trái nhông trong này ha. Chạy toàn là nhông không. Máy nhông này thì đặc biệt một cái á, khi bà con chạy là không xào, không hú, không kêu ha. Bởi vì nhông mà chạy rất là ok ha, rất là bền. Đó, bà con thấy cái đuôi nó bóng dạng luôn ha. EX27 ha. Nó bu lửa nó trắng tinh nè bà con. Bà con nào sở hữu được con này thì giống y bang như là bà con sử dụng được một con máy mà mới như bên Nhật vậy ha. Còn OHC bình xăng là bình xăng zin này ha, nó trắng giống như mới luôn. Bà con nào về nói mua máy này về nói cái bình xăng này mới thì dặn liền ha. Bình xăng đang zin nha bà con. Lốc đẹp ha. Ken xà ben không? Nó dòng này thì rất là ken. Rồi câu bước vô quay qua câu đề ra. Đó, bây giờ thằng em nó sẽ câu đề cho bà con mình thấy ha. Đi câu đề không trời. Đó, câu đề nó chạy cho bà con coi nè ha. Vô mua con này có đề ha. Đó, bây giờ tới cái phần giật, bắt em nó dựng cái nữa mới được bà con ơi, để cho bà con tham khảo nha. Đó thấy không? Nãy máy đậu cho phải mình nói cho bà con rồi, chỉ cần kéo con dây thẳng là nó chạy thôi. Dòng máy này nó dữ lắm, nó nhạy ha. EX17 con này là hai ngựa ha. Đó. Dạ. Con này cái mã số của nó là C89. Thì con này máy nổ giật 7 thanh bình đang bán cho bà con cái giá là 5.800.000. Đó, có đề luôn nha bà con. 5.800.000 ha. Đó, máy rất là ken. Thì bữa nay là mình kết thúc live ha. Đó, kết thúc live thì bữa nay tôi ship là máy gì được con nhiêu. Thì máy nổ giật 7 thanh bình cho thợ kiểm tra, sửa soạn làm đẹp lại đàng hoàng, cách nổ và kiểm tra thật kỹ, rồi xong rồi lên live cho bác bán cho bà con ha. Bà con mua con máy nào thì nhớ kỹ dùm cho máy nổ giúp 7 thanh bình là một cái mã số ha. Bởi vì máy nổ giúp 7 thanh bình lên rất là nhiều máy, rất là một ngày 2-3 like, nên máy nổ giúp 7 thanh bình không nhớ nổi ha. Bà con vô thông cảm cho máy nổ giúp 7 thanh bình ha. Mình mua thì mình nhớ, còn bảo hành của bảo trì của bà con thì nãy mình có giới thiệu cho bà con rồi. Đó, thì máy nổ giúp 7 thanh bình cảm ơn bà con trong thời gian qua đã ủng hộ kênh máy nổ giúp 7 thanh bình rất là nhiều ha. Đó, rồi máy nổ giúp 7 thanh bình có bán máy xăng, máy dầu bơm nước rồi ha bà con, máy dầu bơm nước nở đó đến chân ma rồi đó. Thì bà con cần cái liên hệ với mình ha, có máy bao đồng bổ vụ giá rẻ cho bà con luôn. Đó, bà con vô đăng ký kênh đi, mình bán rất là nhiều bên dòng máy từ nén xịt thuốc, nén rửa xe. Đó, máy phát cỏ, máy cưa cây, máy xăng, máy dầu đủ loại cho bà con mình ha, từ máy mới tới máy mới tới máy nhiệt bãi có luôn ha. Rồi, máy nổ giúp 7 thanh bình xin chào bà con, hẹn gặp lại bà con trong cái live tiếp theo các bà con.